Ok anh chị em, hôm nay thì Huy sẽ chia sẻ với anh chị em cái lý do cũng như là phân tích cái chính sách mới của Ubit và lý do tại sao Ubit lại giảm cái lãi suất đi. Ok không ạ? Anh chị em chúng ta biết rằng là trong cái thời gian vừa rồi ấy, là từ khi ra mắt đến bây giờ thì cái lãi suất của Ubit với cái gói là một năm này là 360 ngày này nó là 310%. Nhưng từ ngày 1 tháng 11 thì chính sách nó giảm xuống còn có 219%, tức là giảm đâu đó khoảng 30% anh chị em nhé. Thì cái câu hỏi đặt ra đó là lý do tại sao thì Ubit lại giảm cái lãi suất, và giảm lãi suất thì là tốt hay không tốt cho nhà đầu tư, cho cộng đồng, đặc biệt là những nhà đầu tư mới, liệu họ có nên vào ở cái thời điểm này hay không? Thì cái đầu tiên đấy, đó là chúng ta thấy rằng là Ubit thì có tổng số là đâu đó khoảng 57 triệu UB để mà có thể trả cho những người stake. Thực ra ở đây nó giống như là Binance cái thời kỳ mới, BNB thời kỳ mới ấy, thì họ cũng có những cái chương trình airdrop, và ở đây thì họ airdrop cho những người nào deposit vào sàn, những người nào mà đăng ký và giữ cái coin sàn. Thì cái điều này là hoàn toàn là hợp lý và bình thường. Tất cả các cái sàn top ở trên thế giới thì họ đều có cái chương trình stake và hưởng cái lợi nhuận này hết. Tuy nhiên thì những cái sàn mà nhiều thành viên rồi thì cái lợi nhuận này nó cho rất là thấp. Tuy nhiên còn những cái sàn mới giống như Ubit thì họ cho nhiều hơn để làm gì ạ? Để thu hút cộng đồng. Đó. Và người nào mà vào càng sớm thì càng có lợi. Người nào vào càng muộn thì sẽ càng bị giảm cái lợi nhuận của mình đi. Cái điều này hoàn toàn bình thường. Có một số anh chị em biết thông tin trước đó nhưng mà không vào thì rất là đáng tiếc. Đó. Thế còn bây giờ chúng ta có nên vào hay không? Được chưa? Thì chúng ta biết là tổng số coin để mà chia chỉ có 57 triệu thôi, cho nên là càng ngày người ta càng phải hạ lãi suất xuống để làm gì ạ? Để còn có coin để mà chia. Nếu như mà cứ để lãi suất như trước là 310% thì chỉ trong vòng đâu đó vài tháng thôi là chúng ta sẽ không còn coin để chia nữa. Đúng không ạ? Đấy. Vì vậy là người ta phải có cái lộ trình để giảm cái lãi suất theo những cái thứ bậc. Thì theo Huy suy đoán ấy, thì đâu đó khoảng tầm 3 đến 4 tháng nữa thôi thì lãi suất nó sẽ giảm thêm một lần nữa, và mỗi lần nó sẽ giảm đâu đó khoảng 30% so với cả lãi suất hiện tại, và nó tiếp tục nó sẽ phải giảm 3 4 lần lãi suất nữa để nó cân bằng với cả những cái sàn tốt. À, tất nhiên trong thời gian tới thì đây là mình suy đoán thôi, mình chưa biết là chính xác khi nào họ sẽ giảm. Nhưng mà với thời điểm này cái lãi suất 219% một năm là một lãi suất rất là tốt so với các cái sàn khác. Thế thì câu hỏi đặt ra ở đây này, tại sao mình lại không đầu tư vào đây mà lại đầu tư vào sàn tốt? Bởi có một cái yếu tố, đấy là yếu tố gì ạ? Đấy là yếu tố độ uy tín, độ uy tín của sàn. Có đúng không ạ? Một sàn mới thì chưa chứng minh được cho cộng đồng là sự uy tín của nó. Chưa chứng minh được. Vì vậy mà khi mà chúng ta stake vào là chúng ta sẽ gặp những cái sự lo lắng, không yên tâm. Và khi mà chúng ta không yên tâm thì thông thường là chúng ta sẽ gì ạ? Chúng ta sẽ không làm. Thế thì cái động thái mà Ubit mà giảm lãi suất ở đây, theo cá nhân Huy đánh giá, đó là một điều tốt. Tại sao ạ? Nếu như là một dự án hoặc là một sàn scam thì họ chả tội gì mà họ phải giảm lãi suất cả, họ cứ để lãi suất cao để họ hút thành viên chứ. Bởi vì bản chất là khi họ để lãi suất cao họ đã hút được rất nhiều thành viên, đâu đó phải mấy chục triệu đô đã đổ vào Ubit trong thời gian vừa rồi, mấy chục triệu đô anh chị em, không hề ít đâu. Đấy. Thế thì nếu họ để lãi suất cao như vậy thì họ hút được thành viên và hút được nhiều người hơn. Nó hấp dẫn hơn, và khi họ giảm lãi suất đi thì họ không hút được nữa. Thế thì chẳng có lý do gì mà họ giảm cả. Nếu như họ không tuân thủ đúng cái chính sách, đúng cái quy định. Nếu như mà một số anh chị em bảo coi thằng này nó sinh ra được, nó đẻ ra được mà, nó thích đẻ bao nhiêu thì nó đẻ, đúng không? Coi của nó mà, nó đẻ bao nhiêu nó đẻ, nó in bao nhiêu nó in. Thì về bản chất là mình không kiểm soát được, đúng không? Thế nhưng nếu như mà nó cứ in thoải mái như vậy thì nó không cần thiết nó phải giảm lãi suất làm gì, phải không ạ? Nó cần thiết phải giảm lãi suất đâu, nó cứ in ra nó giảm, và sao ạ? Sau một thời gian
mà nó in ra quá nhiều, lạm phát quá nhiều, giá giảm quá nhiều thì sao ạ? Thì nó đóng cửa, nó đâu cần phải giảm lãi suất làm gì. Nhưng mà ở đây khi mà nó giảm lãi suất thì chúng ta đánh giá ở một khía cạnh đấy là họ muốn đi lâu dài, họ muốn đi bền vững, họ muốn đi lâu dài, họ muốn đi bền vững cho nên họ mới giảm lãi suất. Mặc dù biết rằng khi giảm lãi suất thì sẽ giảm đi cái mức độ đầu tư của nhà đầu tư. Đấy, đây ở đây là chúng ta đang phân tích dựa trên các cái góc nhìn khác nhau. Ok không ạ? Rồi. Cái tiếp theo nữa đó là gì ạ? Với cái lãi suất hiện tại như này cộng với cả cái sự uy tín của UBIT đã chứng minh cho chúng ta suốt 1 năm qua. UBIT thành lập và chính thức ra mắt vào tháng 3 năm 2024 ở Anh, và bây giờ đã có giấy phép ở các quốc gia như là Anh, Singapore, Canada và Mỹ. Và chính thức ra mắt cái hệ thống stake và trả ra mắt cái đồng UBIT vào tháng 6 năm 2024. Đến bây giờ là tháng 11 thì tính ra đâu đó khoảng độ tầm 4 đến 5 tháng, tầm độ 5 tháng, bởi vì chưa mới đầu tháng 11 thì đâu đó khoảng độ 5 tháng. Ok không Như vậy là chúng ta thấy rằng là với những người vào giai đoạn đầu họ đã có thể kiếm được lợi nhuận và hoàn vốn rồi. Với cái lãi suất là đâu đó khoảng 25% một tháng thì họ đã hoàn vốn rồi. Và bây giờ nếu mà chúng ta tham gia vào với lãi suất là 18% một tháng với cái gói là 1 năm thì chúng ta đâu đó cũng sẽ phải mất 5 tháng để chúng ta hoàn vốn. Đúng không ạ? Thế nếu như mà câu hỏi đặt ra là liệu sàn UBIT có tồn tại được hơn 5 tháng nữa hay không? Đấy, được ạ. Thế thì cái câu hỏi đặt ra đấy là đúng nhá. Thì chúng ta đặt lại một câu hỏi khác, đấy là tại sao nó lại không tồn tại và tại sao nó lại tồn tại? Lý do gì để nó không tồn tại nữa và lý do gì để nó tiếp tục tồn tại? Một dự án sàn giao dịch sẽ tồn tại nếu như nó đem lại tiền cho cái người chủ của cái sàn đấy, nó vẫn tiếp tục đem lại tiền. Đến khi nào mà nó không đem lại tiền cho người chủ đấy nữa thì làm sao ạ? Thì người ta phải đóng, tức là không muốn đóng đâu. Nếu mà dự án mà scam đi, mà thằng chủ nó vẫn kiếm được tiền đi thì nó vẫn gì ạ? Nó vẫn mở, đúng không ạ? Còn khi nào mà không còn kiếm được tiền nữa thì nó phải đóng. Ok không ạ? Rồi bây giờ chúng ta đi đến cái giai đoạn là 5 tháng sau, 5 tháng sau, đúng không ạ? Đấy, xem là nó có đóng cửa hay không. Thì khi mà 5 tháng sau thì chúng ta thấy là gì ạ? Thứ nhất, khi đó lãi suất nó sẽ giảm thêm lần nữa, giảm 30% từ cái giá này, thì đâu đó nó chỉ còn đâu đó khoảng độ giảm đi khoảng 60%, 60 70%, 70% thì nó chỉ còn đâu đó khoảng 140% một năm, 140% một năm, tức là khoảng 12% một tháng. 12% một tháng thì cũng là rất cao so với cả cái việc gửi lãi suất các cái ngân hàng hay là các cái dự án khác, các cái sàn khác, nhưng mà nó lại chứng minh được cái gì ạ? Cái độ ổn định bền vững của cái sàn. Được chưa? Rồi. Ở đây thì chúng ta hãy xem về cái khối lượng giao dịch nhé. Cái khối lượng giao dịch nhé. Được chưa? Khối lượng giao dịch của Bitcoin, của BTC đi. Đấy, khối lượng giao dịch của BTC 24 giờ là 31.000. Được chưa? Rồi. Đấy. Khối lượng giao dịch của UB là gì ạ? 10.000. Được chưa? Khối lượng giao dịch của các cái đồng khác, ví dụ như ETH đi. Khối lượng giao dịch của ETH là 13.000, chưa kể là future anh chị nhé. Khối lượng giao dịch future của BTC là 3,2 triệu đô, 3,2 triệu đô. Của ETH là 1,3 triệu đô. Của Son là ở đó không phải. Khối lượng giao dịch ở đây là 500 triệu đô, thằng này 500 triệu đô này. Khối lượng giao dịch của BTC trong vòng 24 giờ là 3 tỷ đô. Đúng không ạ? Khối lượng giao dịch future của BTC đó là 3 tỷ đô, 3,2 tỷ đô trong 24 tiếng. Của ETH là 1,3 tỷ đô. Của Son là 500 triệu đô.
XRP thì không nhiều lắm, BNB cũng không nhiều lắm. Đấy. Được chưa? Như vậy là chúng ta thấy rằng coi như là khối lượng giao dịch của BTC, ETH và Son là chính và nó chiếm 70% khối lượng giao dịch tổng. Thì 3,2, 3,3 cộng với 1,3 thì nó rơi vào khoảng độ 4,6, 4,6 cộng với cả 600 nữa đi. 4,6 cộng với 600 nữa khoảng 5,2 tỷ đô. 5,2 tỷ đô về khối lượng giao dịch. Và anh chị em chúng ta biết rằng là cái phí của cái thằng này, kể cả maker hay taker, nó đều là 0,2% phí giao dịch. Ở đây Huy mới tính là gì ạ? Ba cái thằng chính thôi nhá. Ba cái thằng chính, phí giao dịch của ba thằng chính của sàn này thôi nhá. Là gì ạ? Là 6,6 tỷ đô. Đúng không ạ? 4 4,6 cộng với 6. 5,2 tỷ đô rồi. Đấy nhá, 3,3 này. Được chưa ạ? Cộng với ETH là 1,3 tỷ này. 5,3 cộng 1,3 bằng 3,3 cộng 1,3 bằng 4,3. 4,3 tỷ nhá, 4,3 tỷ cộng với sàn Son là 600 nữa đi. Thì là bao nhiêu ạ? Son 600 nữa thì nó rơi vào khoảng độ 4,6, 4,6 cộng với 6 là 5,2 tỷ. Tôi tính là 5 tỷ nhá, cho tròn nhé. Ok không anh chị em? Như vậy là gì ạ? Trong khoảng thời gian 24 tiếng thì sàn này đã khối lượng giao dịch đâu đó khoảng 5,2 tỷ. Bây giờ mình cộng tất cả các con khác với cả hệ thống trade đi. Kể cả cộng với trade, kể cộng với future đi. Thế cho là 6 tỷ. Được chưa? Khối lượng giao dịch tổng là 6 tỷ. Và phí của nó đều là maker và taker của nó đều là 0,2% hết. 0,2%, 2% của 6 tỷ. 10% thì là 600 triệu. 1% thì là 60 triệu đô. 0,1% thì là 6 triệu đô. 0,2% là 12 triệu đô. Vào anh chị em chúng ta tưởng tượng này, đó là phí giao dịch nó sẽ dựa trên khối lượng giao dịch, đúng không ạ? Và thằng này mỗi một ngày nó đang kiếm được đâu đó khoảng 12 triệu đô tiền phí giao dịch. 12 triệu đô tiền phí giao dịch, anh chị em tưởng tượng không ạ? Rồi, thế thì câu hỏi đặt ra là lý do gì mà thằng này nó phá sản, lý do gì mà thằng này nó đóng cửa bây giờ? Đấy, sợ nhất là không có người dùng, không có người tham gia mới và nó có chính sách để hút người mới. Nó có một cộng đồng đang giao dịch sẵn ở đây rồi. Được chưa? Và bản thân Huy cũng đang là cái người giao dịch, Huy vẫn vẫn đang giao dịch với cái sàn này. Tức là mình khi mà mình kiếm được UB ấy, từ việc stake ấy, thì sau khi mình kiếm được cái phần đấy ra phần lãi, mình lại tích vào một khoản, sau đó là mình lại giao dịch ở trong cái khoản đấy. Đó, như vậy là gì ạ? Sẽ có một số người sẽ sử dụng sàn UB làm sàn giao dịch chính bởi vì tiền của họ đang đang để ở đây. Có những người họ tham gia những cái gói stake hàng triệu đô anh chị ạ. Đấy, và khi đấy thì sao ạ? Khi đấy thì riêng cái việc ăn phí giao dịch thôi họ đã kiếm được rất nhiều. Tất nhiên họ sẽ phải trả lại 40% cái phí giao dịch cho cái người giới thiệu. Bởi vì cái chính sách giới thiệu đó là gì ạ? Khi mà anh giới thiệu ấy, thì anh sẽ nhận được đồng chia 40% phí giao dịch. 40% của 12 triệu đô thì nó rơi vào khoảng độ tầm 4,8 triệu đô. Đấy, như vậy nó chỉ còn đâu đó là 7,8 triệu đô thôi. Được chưa ạ? Mỗi một ngày nó chỉ còn kiếm được 7,8 triệu đô thôi, không nhiều. Anh chị em biết là Binance mỗi ngày nó kiếm bao nhiêu? Bao nhiêu thì không biết, nhưng riêng nó trả cho cái đội mà affiliate thôi ấy, mỗi ngày nó phải trả khoảng mấy trăm triệu đô, mấy trăm triệu đô tiền, gọi là tiền hoa hồng. Được chưa ạ? Thì anh chị em chúng ta thấy rằng là cái khối lượng giao dịch, nhưng mà anh chị em biết là cái phí giao dịch trên Binance ấy, nó thấp hơn thằng này rất là nhiều. Phí giao dịch của Binance nó chỉ bằng 1 phần 5, 1 phần 10 thằng này thôi. Ví dụ như phí giao dịch thông thường cơ sở nhất thì là 0,1%, thằng này là 0,2. Tuy nhiên những người giao dịch nhiều, ví dụ như của Huy giao dịch nhiều chẳng hạn, thì phí giao dịch của Huy bây giờ nó chỉ rơi vào 0,05%, tức là bằng 1 phần 4 so với thằng này. Đấy. Mà cái khối lượng giao dịch nó vô cùng lớn. Như vậy cho nên là sàn giao dịch là cái thứ bền nhất anh chị em. Sàn giao dịch là cái thứ bền nhất. Thế cái câu hỏi đặt ra là khi nào thì thằng này nó chết? Nếu những cái dự án khác, những cái dự án khác là
không có người mới tham gia nữa thì thằng sàn nó sẽ chết. Bởi vì hai lý do. Lý do thứ nhất là không có tiền để trả. Lý do thứ hai lại phải trả cho những cái ông mà trước đấy ông stake xong rồi lúc đấy ông rút gì ạ? Rút gốc. Sau thời gian nó giảm, nó rút gốc. Rút gốc thì sao ạ? Là các ông không có tiền, các ông trả, các ông chết. Thì thằng này ấy, về bản chất là gì ạ? Nó giữ tiền của mình ở trên sàn của nó, chứ không phải đi đầu tư ở đâu hết. Giống như những cái dự án khác ấy, là gì ạ? À, vay vốn hoặc là thu hút vốn. Startup thì thông thường họ sẽ phải thu hút vốn để họ làm việc, đúng không? Đấy, rồi họ sẽ gì ạ? Thu hút vốn và họ đi đầu tư hoặc họ làm cái việc khác để họ kiếm ra thu nhập. Ok không ạ? Thì thằng này nó gì ạ? Nó dùng cái tiền đấy để làm đối ứng, để làm thanh khoản trên cái sàn này luôn. Cho nên là gì ạ? Cho nên là nó không cần phải đem đi đâu hết. Rồi, cái thứ hai nữa là khi mà sau một thời gian nữa sẽ có những cái người mà họ rút gốc, họ rút một số lượng lớn, đấy ạ, có thể rút cả triệu đô. Cái thứ hai nữa là gì ạ? Là không có người stake mới. Vì giả sử là họ trả hết 57 triệu coin đi, không có người stake mới nữa, thì liệu dự án này nó có chết hay không? Liệu cái sàn này nó có gì ạ? Đai hay không? Đúng không anh chị em? Ok nha. Thế nếu như mà bây giờ không có người stake mới nữa, thì theo anh chị em cái sàn này nó có hoạt động hay không? Ok không ạ? Thứ nhất là họ không có áp lực là dùng gì ạ? Dùng USDT để họ trả, mà họ trả bằng UB. Họ trả bằng UB. Được chưa ạ? Rồi. Và nếu như mà trong cái giai đoạn cuối ấy, thì bắt đầu sẽ có những cái người họ rút UB ra. Họ rút UB ra, tức là họ thanh khoản từ UB chuyển thành USDT. Sẽ có đúng không ạ? Sẽ có một số người giữ lại, một số người rút ra. Sẽ không bao giờ có chuyện rút ra ổ ạ. Và khi đó thì sao ạ? Cái bể thanh khoản của UB và USDT lúc đấy nó rất là lớn rồi. Được chưa ạ? Rồi, chưa kể các cái bể thanh khoản khác của cái sàn này thì lúc đó nó cũng lớn hơn bây giờ rất nhiều. Khối lượng giao dịch nó cũng tăng trưởng hơn rất nhiều. Và khi đó thì sao ạ? Anh chị em thấy không ạ? Là BTC, riêng BTC đã là rơi vào khoảng 13. Ở đây là chơi bình thường nhé. Chơi bình thường đã 13, 31 triệu nhé. Ở đây là 31 triệu đô anh chị em. Đây là 31.000 này, nhưng mà nó là khối lượng nó là nghìn. Đấy, khối lượng là nghìn thì nó là 31, 31, 31 triệu. Đúng không ạ? Khối lượng đây là 31 triệu anh chị em nhé. 31 triệu. Đó, thì chúng ta thấy rằng là khối lượng giao dịch cũng như là cái lượng tiền nó giao dịch ở đây nó rất là lớn. Cho nên cái việc mà mình lo lắng rằng à liệu rằng nó có sập hay không, nó có không có tiền nó trả hay không, thì cái điều đấy là không xảy ra. Ok không ạ? Đấy, càng về sau có nhiều người biết đến nó. Cái gói stake ấy, nó chỉ đơn giản nó để là gì ạ? Để quảng bá cho cộng đồng biết đến cái sàn thôi, chứ nó không phải là cái cách kiếm tiền chính ở cái stake đấy. Họ có thể không cần kiếm tiền từ cái stake đấy anh chị em. Họ kiếm tiền từ cái số người biết đến cái sàn này, họ kiếm tiền từ những người giao dịch, chứ họ không phải kiếm tiền từ cái việc mà ông đóng tiền vào cho tôi. Và khi mà ông đóng tiền vào cho tôi ấy, tôi giữ nguyên cái tiền đấy của ông ở đấy để làm bảo vệ thanh khoản, được chưa? Chứ tôi không có dùng cái tiền của ông để làm bất kể cái gì cả. Đấy. Và khi mà ông không dùng nữa thì ông rút cái tiền đấy ra khỏi bể thanh khoản. Bể thanh khoản lúc đấy nó rất lớn rồi, nó như thành biển rồi, nó không còn phải là cái ao cái hồ nữa, mà ông sợ rằng rút số lượng lớn thì là gì ạ? Là không có tiền để rút. Nhưng mà khi đó thì sao ạ? Khi đó thì cái bể thanh khoản nó rất lớn và lúc đó thì ông rút thoải mái, bởi vì thực ra tiền của ông vẫn đọng đấy, nó không có chạy đi đâu cả. Ok không ạ? Đấy. Và đấy là cái lý do tại sao những cái sàn giao dịch mà làm ăn chân chính giống như Ubit này thì sẽ phát triển một cách rất là bền vững, rất là ổn định. Đó, và không lo rằng cái việc mà nó sẽ nó gọi là sập rồi chết. Nó chỉ sập khi nào? Khi không có người giao dịch, khi có không có người tham gia, và cái chi phí vận hành lớn hơn cái chi phí là gì ạ? Cái lợi nhuận nó thu được. Được chưa ạ? Đấy. Cho nên là lãi suất 18% một tháng đã là rất tốt rồi. Độ an toàn của sàn thì đã rất là gì ạ? Yên tâm rồi. Khối lượng giao dịch hàng hàng ngày của sàn đã rất lớn rồi. Đấy. Cái số thành viên của sàn thì Huy chưa tìm được. Huy chưa tìm được cái chỗ nào nó thống kê là số thành viên của sàn. Nhưng mà cái khối lượng giao dịch này thì rõ ràng anh chị em thấy ạ, nó nhảy theo từng giây luôn, và nó rất là gì ạ? Rất là đúng với cái thống kê, chứ không phải là cái gì mà ảo hết. Và Huy cũng đang giao dịch trực tiếp ở trên cái sàn này, rất là ok.
Thì đấy thì chia sẻ với anh chị em là chúng ta phân tích cái chính sách mới của UBIT thì nó có cái điểm gì hấp dẫn. Càng giảm nhé, có một điều đặc biệt này, lãi suất càng giảm thì càng nhiều người tham gia vào stake. Bởi vì sao ạ? Bởi vì lúc đấy người ta thấy cảm thấy nó hợp lý. Rất nhiều người đang gửi ngân hàng anh chị em ạ. Và lãi suất của họ là 6% một năm. Bây giờ họ nhìn thấy là gì ạ? 25% một tháng, họ bảo ảo lắm. Lừa đảo đấy, đừng có vào. Cho nên là gì ạ? Họ sợ, họ không dám tham gia. Nhưng mà khi mà lãi suất giảm xuống 18%, sau thời gian xuống nữa thì giảm xuống 12% một tháng, sau thời gian nữa giảm xuống 9% một tháng, sau thời gian nữa giảm còn 6% một tháng, thì lúc đấy họ sẽ lôi tiền ở trong ngân hàng ra. Họ đang gửi với 6% một năm, bây giờ họ gửi bên này với 6% một tháng, họ rất là happy luôn anh chị. Cho nên đợi đến khi nào mà lãi suất nó xuống gần 6% một tháng thì những người đang gửi ngân hàng ấy là họ sẽ chuyển sang bên này. Và khi đó thì UBIT nó đã chứng minh được cái lịch sử của nó rồi. Có thể sau 1-2 năm nữa thì lúc đấy nó sẽ có cái chính sách đấy. Thì nhưng lúc đó nó đã chứng minh cái độ an toàn của cái sàn rồi. Đấy, cho nên là ở đây nó chỉ đơn giản khi mà chúng ta là nhà đầu tư thì chỉ đơn giản đó là gì ạ? Là chúng ta cân đối giữa lợi nhuận và rủi ro và chúng ta đầu tư thôi. Đấy, và nguyên tắc đầu tư đó là chúng ta không có vay mượn, không có cắm nhà cắm xe để đầu tư anh chị em nhé. Bất kể dự án có ngon đến đâu, không cắm nhà không cắm xe để đầu tư, anh chị em nhớ điều này được chưa? Hãy đầu tư thông minh bằng những cái khoản tiền mà chúng ta có thể là chủ động được. Cái thứ hai nữa là cũng đừng có all in vào một cái sàn, đừng all in vào một dự án. Cái sàn này nó lợi nhuận cao đấy, nó ngon đấy, nhưng mà luôn luôn tiềm ẩn những cái rủi ro. Vì vậy chúng ta cũng không nên all in vào một cái sàn nào cả, mà hãy cân đối cái khoản đầu tư của mình. Sẽ có một phần thì chúng ta sẽ đầu tư vào những cái coin tốt hoặc là những cái sàn tốt đấy, một phần chúng ta đầu tư vào những coin nhỏ, thậm chí là meme đúng không ạ? Đấy, mỗi một phần thì chúng ta chia ra, chúng ta không nên là all in vào, thì như vậy thì chúng ta vẫn đầu tư một cách an toàn, bởi vì bản chất đầu tư luôn luôn có những rủi ro, anh chị em luôn nhớ như vậy, ok không ạ? Và đấy là cái chia sẻ của Huy, hy vọng anh chị em chúng ta có thêm một góc nhìn nữa và hãy follow kênh của Huy, đồng thời là comment xuống một cái điều gì đó mà chị em cảm thấy thích thú hoặc là join vào nhóm của Huy để mà nhận được nhiều thông tin hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.